chia sẻ với tất cả mọi người ạ. Chắc như cho thầy đề trả lời ha. Anh ơi, nhưng mà sẵn tiện thì có một câu hỏi em thấy mọi người cũng nhờ em hỏi anh. Mọi người nói là trong những cái năm gần đây thì trong những cái vai diễn điện ảnh thì thường anh hay đóng những vai phản diện. Thì không biết là điều gì giúp cho anh có thể đóng được tốt những vai phản diện như vậy và khi liên tục được mời vào những vai phản diện như thế ạ? Xin mời anh Dũng ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của chị và xin cảm ơn câu hỏi của Huy ạ. Lời đầu tiên cho phép anh Dũng xin phép gửi lời chào tới tất cả các anh chị báo chí đang xuất hiện ở đây ạ. Thực ra thì để trả lời câu hỏi của Huy trước, bản thân của anh Dũng thì trông rất là hiền lành, không có một nét phản diện gì cả. Nhưng mà tuy nhiên thì là không biết sao mà lên phim điện ảnh thì chỉ cần nhếch mép lên một cái là mọi người thấy có một cái nét gì đấy nó hơi đều ở trong con người của mình. Mà thực ra đối với anh Victor Vũ thì anh ấy rất là yêu thích cái nét diễn nó rất là tự nhiên. Và cái nét diễn tự nhiên đấy nó chỉ cần hơi có một chút nhấn lên thôi một cái là nó ra được cái nét mà anh Vũ anh ấy thích. Thế là ở mặt anh Dũng thì có thể là hơi cười khẩy lên cái có thể là ra được những cái nét mà như anh Vũ anh yêu thích. Thì đấy cũng rất là cảm ơn vì anh Vũ đã trao một cái cơ hội để diễn một cái vai thầy đề này đến cho bản thân của anh Dũng. Thực ra thì anh Dũng cũng như là các diễn viên khác thôi. Khi mà anh Victor Vũ thông báo casting thì anh Dũng đến buổi casting đó để đi tìm và thử vai diễn, chứ không có là được thẳng là được mời. Nhưng mà khi mà có một cái điều nó rất là hay ở trong đó, bởi vì là khi mà trong quá trình chuẩn bị trước cái dự án của anh Victor Vũ thì bản thân của anh Dũng đi tập gym và body rất là bự. Thì lúc đó anh Victor anh mới gọi điện anh bảo: "Alo em ạ, bây giờ em có thể nào em tập cho nó nhỏ lại được không?" Tức là bây giờ em phải giảm ký cho anh, bởi vì người ngày xưa không ai có cái cơ bắp như vậy nữa. Tôi cảm muốn vào cái vai thể đề này thì em bắt buộc em phải giảm ký, em phải ốm xuống, em phải nhỏ xuống. Bây giờ anh cho em một cái thời gian nó ngắn, từ giờ ra đến Tết. Thì cái phim này nó quay là đầu năm nay, em cố gắng làm sao em giảm ký giúp cho anh và nhỏ người lại giúp cho anh. Thế xong sau cái cú gọi điện thoại đấy của anh ấy là mình bỏ tập và mình ăn, chỉ ăn, thế là mất hết cơ và nhỏ hết người lại. Được anh Victor cho vào phim đóng á, xin cảm ơn ạ. Cảm ơn anh Dũng.